nuôi dạy trẻ cho trường mầm non xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định với trị giá 2 tỷ 700 triệu đồng. Bên cạnh cái hiệu quả của việc công an đấy, thì các khách hàng mà quan hệ cũng như hợp tác với việc công an thì đều là có hiệu quả và đều phát triển trong những cái năm mà gần đây là đều có cái kết quả rất là tốt. Thank you.